Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm, đó là sáo DJ Việt. Đó. Trên tay mình đây là một cây sáo DJ Việt. Đó. Được làm bằng nứa nam các bạn nhé. Nứa nam và có các lỗ màng rung. Các lỗ dán màng. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói về cái ưu nhược điểm của cái sáo DJ Việt này so với cái sáo DJ của Trung Quốc. Thì đầu tiên là cái DJ Việt này là nó, thứ nhất là ưu điểm của nó là nó sẽ thổi nó đỡ tốn hơi hơn sáo Trung Quốc, bởi vì cái đường kính ống sáo của nó sẽ bé hơn đấy, một chút thôi. Và cái nốt si đấy, cái quan trọng nhất là nốt si của DJ Việt này nó sẽ chuẩn này, còn nốt si của DJ Tàu thì nó sẽ non đó. Còn phần nhược điểm thì về hình thức thì nó không đẹp bằng, không đẹp bằng sáo DJ của Trung Quốc, và nó không có khớp nối, nó liền một mạch như này, không có khớp nối, chúng ta không thể tháo rời ra được. Thì về cái sáo DJ Việt này thì chúng ta có thể thổi được những cái bài của Việt Nam hoặc là bài của quốc tế mà có nốt si, cái đấy thì sáo DJ Trung Quốc sẽ không làm được, không làm được điều đấy. Bởi vì sáo DJ Trung Quốc thì nó sẽ không có nốt si, nốt si của nó sẽ chưa đến nốt si chuẩn nhưng mà lại cao hơn nốt si dáng. Cho nên là người ta sẽ chỉ dùng si dáng và bịt hai lỗ này hoặc là một lỗ này tùy cây. Trên tay mình đây là một cây DJ tông pha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cây tông pha. Bởi vì sao? Các tông khác thì mình đều có DJ Việt hết. Ví dụ pha, son, la, si, do, re đều có hết. Nhưng mà đặc biệt là tông pha thì ở cái DJ của Trung Quốc ấy, tông pha được liệt vào hàng DJ đại đỉnh. Mà DJ đại đỉnh thì giá rất cao. Loại bình thường rẻ nhất cũng phải hơn 1 triệu. Đó. Thì chúng ta rất là ít khi thấy dòng DJ tông pha ở trên thị trường hoặc là ít người sử dụng. Tuy nhiên là sở hữu một cây DJ Việt tông pha thì rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ đi vào test âm cho các bạn nghe nhé. Đó. Thì khi dán màng rung là chúng ta sẽ có một âm thanh giống như là sáo DJ Trung Quốc. Đấy, nhưng mà khi dán bằng rung rồi ấy, thì chúng ta sẽ có thể lên tối đa là nốt D3 các bạn nhé. Đó. Mi pha 3 thì cũng có thể lên nhưng mà sẽ rất là khó. Còn son 3 thì cũng khó như mi pha thôi. Thì như DJ thì chúng ta sẽ ít khi dùng lên nốt cao, cho nên là lên D3 là đủ rồi. Mình sẽ test thử lên mi pha nhé. Sẽ khó hơn các bạn nhé. Đấy, thì cái sáo này ấy, thì nốt si nó chuẩn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không thổi những cái nhạc của Việt mà mình sẽ thổi nhạc của Trung Quốc để xem là cái âm thanh của DJ Việt nó sẽ có thể giống hơn, giống DJ Trung Quốc không nhé. Thank you.
trích đoạn của bài Ánh Trăng Hồ Sen. Đó, mình sẽ thổi thử một cái đoạn mà không biết nhạc Việt các bạn nhé. Của bài Em Gì Ơi, thì bài này dùng rất nhiều nốt si đó, chúng ta có thể thấy là cây đi di nhưng mà sử dụng nốt si rất là chuẩn đó. Thì các bạn mà có nhu cầu đặt hàng ấy, thì liên hệ với mình theo số điện thoại hiện trên màn hình, và phần đường link đặt hàng mình sẽ để trong mô tả của video đó. Sản phẩm này thì sẽ được tặng kèm một túi nhung và một gói màng rung để chúng ta có thể thay thế cái màng rung này khi bị rách các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn.